Được biết, vào tháng 4 năm 2017, người phụ nữ trên đã tìm đến một phòng khám tư nhân ở Marseille, miền Nam nước Pháp để phẫu thuật loại bỏ nội mạc tử cung. Sau ca phẫu thuật thì các bác sĩ cho biết ca mổ đã thành công, nhưng sau đó cô liên tục phải chịu những cơn đau bụng kinh khủng khiến cô không thể ngủ và cảm thấy vô cùng mệt mỏi khó chịu. Cô đã nói với y tá và bác sĩ phẫu thuật nhưng họ chỉ cho thuốc giảm đau nhẹ và chỉ định là không cần phải khám thêm. Cô làm theo chỉ định nhưng những cơn đau vẫn tiếp diễn. Sau 3 ngày đau đớn thì cô cho biết là bụng bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt mạnh kéo dài đến 4 tiếng và sau 5 lần dặn, một chiếc găng tay cao su ra đời. Hiện cô vẫn đang tiếp tục kiện các bác sĩ và cơ sở y tế đã tiến hành phẫu thuật cho cô.